Xin chào các bạn. Khi các bạn đi du lịch, nhiều khi các bạn phân vân không biết mua hàng tốt ở đâu, hàng nào mà đúng nhãn hiệu, mua mà không lo bị lừa. Thì các bạn có thể mua hàng ở các cửa hàng miễn thuế, đặc biệt là cửa hàng miễn thuế ở sân bay Nội Bài, sẽ giúp mà khách hàng chọn được các loại hàng hóa làm quà cho người thân, bạn bè. Các mặt hàng ở đây có giá bán rẻ hơn so với mặt hàng cùng loại được bán ở các cửa hàng khác nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Đúng rồi đấy. Khi nào con học giỏi sau này con có tiền con mua cho mẹ nhá. Có đồng ý không? Con có đồng ý là con sẵn sàng con sẵn sàng con đi lao con học thật giỏi không? Con học thật giỏi thì con lấy tiền con mua cho mẹ không? Con nhìn thấy các loại máy bay ở đây chưa? Đấy là Vietjet Air. Con ơi, cái này là phòng cho người hút thuốc lá, con thấy mùi có mùi hôi đúng không? Đi quay lại đi con ơi. Mẹ chỉ giới thiệu cho con chỗ đấy thôi. Con đi mẹ con mình cứ cùng nhau này là đã thấy vui chưa? Người ta bán, người ta kinh doanh nhưng mà con. Lắp con. Con đeo đồ hồ cẩn thận này. Con cứ nhìn thấy nước dừa lại. Nước dừa á? Vừa uống ấy rồi nên thôi nhá. Cái bản vàng như này. Đồng hồ đấy, mấy lúc kim loại đồng hồ đắt tiền đấy. Mình chỉ rưỡi một cái. Ôi giời, con không phải phải tốn rất là nhiều tiền luôn đấy. Đồng hồ con hay chú rưỡi. Ôi giời, còn hơn đấy. Hành khách chú ý, chúng tôi xin thông báo chuyến bay VH1415 đi Cam Ranh sẽ thay đổi cửa ra máy bay. Quý khách sẽ ra máy bay tại cửa số 12. Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách. Your attention please. We announce the change of boarding gate flight QH14152 Cam Ranh will be boarded at gate number 12. Bây giờ đến lúc đấy. Cái quả cáo mì đấy. Quả cáo mì sâu. Không, cái mà bún đây là mì hai. Con kéo đưa cài đồng hồ vào. Con tìm về ghế của mình đi. Thank you.
cái áo xanh như đẹp không? Mẹ vẫn ơi, cái phim kia, phim gì ấy. À, chặng tí hôm nào mẹ cho con đi xem nhá. Phim đấy là phim chặng tí hôm nào mẹ cho con đi xem, ok không? Ok, mà mẹ vẫn ơi. Tiền tay bẩn, tay bẩn. Tiền đấy là tiền đấy đấy. Tiền đấy là tiền để họ ủng hộ cho người nghèo ý con. Xem cửa sổ 12. Có quả lắc mình cần uống thêm chả miệng. Cái gì? Có quả lắc mình cần uống thêm chả miệng. Thêm chả miệng gì vậy? Có miệng gì cũng được. Con thích ăn thêm à? Không phải. Thế là sao? Không phải. Có quả lắc thấy đói à? Hơi nóng á. Ở tí trong túi sách mẹ có nước, tí mẹ tìm cho. Vừa rồi mình và các bạn đã đi tham quan một vòng xung quanh những cửa hàng bán ở sân bay Nội Bài. Rất là nhiều các sản phẩm để các bạn lựa chọn cho mình những mặt hàng phù hợp và rất thuận tiện. Nói chung là các bạn nên đến đây mua đồ sẽ tiết kiệm được thời gian. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.